Kính thưa quý thầy cô cùng với các anh chị đồng nghiệp, sau đây thì em xin được trình bày một số các cái quan điểm liên quan đến vai trò của thuốc giãn phế quản trong điều trị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nội dung bài trình bày thì gồm có hai phần chính. Thứ nhất là đưa ra những điểm chính trong GOLD 2022 trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và thứ hai là vai trò của các thuốc giãn phế quản trong điều trị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì theo định nghĩa thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh lý thường gặp và có thể dự phòng cũng như điều trị được. Bệnh được đặc trưng bởi các cái triệu chứng đường hô hấp về hô hấp dai dẳng như là ho, hạc đờm và khó thở mãn tính, và có một số các cái biểu hiện của tắc nghẽn đường thở tiến triển nặng dần do các cái phản ứng bất thường của đường thở và hoặc các cái tổn thương tại phế nang liên quan đến việc phơi nhiễm với các phân tử hoặc là khí độc hại. Thì đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì là tình trạng mà có sự thay đổi một cách cấp tính về các cái biểu hiện lâm sàng như là khó thở tăng, ho tăng, hạc đờm tăng và có sự thay đổi màu sắc của đờm. Thì bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thông thường thì các cái biểu hiện đờm người ta là đờm nhầy trắng. Và khi có những cái thay đổi về số lượng đờm tăng lên so với thông thường hoặc là thay đổi màu sắc của đờm từ đờm trắng đục, đờm vàng, đờm xanh, đấy là những cái biểu hiện của đợt cấp. Và những cái biến đổi này đòi hỏi phải có sự thay đổi theo cái điều trị thông thường. Thì định nghĩa về đợt cấp thì được thống nhất ở trong hầu hết các cái hướng dẫn điều trị của NA cũng như là của hiệp hội hô hấp châu Âu cũng như là hiệp hội đồng Hoa Kỳ. Về phân loại đợt cấp thì đợt cấp được chia ra thành các cái mức độ nhẹ, trung bình và nặng. Trong đó thì đợt cấp mức độ nhẹ thì chỉ cần điều trị với các cái thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn. Trong khi đó thì đối với mức độ trung bình trở lên thì cần có sự điều trị phối hợp của các thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn cùng với các thuốc kháng sinh và hoặc corticoid đường uống. Còn từ mức độ nặng thì có thể cần phải khi mà bệnh nhân có suy hô hấp thì cần phải có chỉ định nhập viện, đặc biệt là điều trị cấp cứu. Thì về diễn biến thông thường của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ có ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ có cái sự các cái đáp ứng phản ứng viêm của đường thở, đồng thời là tăng tiết các cái nhầy trong dịch phế quản, dẫn đến là gì, tăng cái tình trạng co thắt của phế quản cùng với các cái yếu tố xuất hiện gây ra đợt cấp như là tình trạng nhiễm trùng, các cái đợt cấp của các cái bệnh phối hợp kèm theo hoặc bệnh tại phổi mà sẽ dẫn đến đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và dần dần cùng với cái việc là bệnh nhân vẫn tiếp tục sử dụng hút thuốc lào, thuốc lá, dẫn đến cái việc là gì, đợt cấp của bệnh nhân sẽ tiến triển nhiều hơn và dẫn đến là đường thở bị tái cấu trúc, và cuối cùng kết cục của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là tình trạng suy hô hấp mạn và dẫn đến tử vong do bệnh. Thì mục tiêu điều trị đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là hai mục tiêu chính, đó là làm thế nào để cải thiện được triệu chứng, giảm thiểu được các tác động tiêu cực của đợt cấp cũng như là ngăn ngừa sự tái phát của đợt cấp. Thì theo hướng dẫn của GOLD 2022 thì trong cái xử trí đợt cấp thì các cái thuốc giãn phế quản cường beta 2 tác dụng ngắn có thể phối hợp hoặc không phối hợp với thuốc kháng cholinergic tác dụng ngắn thì là được cái khuyến cáo đầu tiên trong việc điều trị đối với bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vậy thì vai trò của các cái thuốc giãn phế quản trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì như thế nào? Thì thuốc giãn phế quản thì được chia làm một số các cái nhóm, trong đó thì hai nhóm chính đó là nhóm thuốc kích thích beta 2 giao cảm và nhóm thuốc kháng cholinergic. Ngoài ra thì có nhóm xanh thi và một số các cái nhóm thuốc khác. Thì đối với thuốc kích thích beta giao cảm thì về mặt cơ chế thì các thuốc kích thích beta giao cảm này kích thích vào các receptor. Các receptor này nằm rải rác trên cơ trơn của đường dẫn khí, gồm có cả đường dẫn khí nhỏ và đường dẫn khí lớn. Tuy nhiên thì các cái thụ thể beta 2 giao cảm thì tập trung chủ yếu với mật độ cao ở đường dẫn khí nhỏ. Vì thế mà các thuốc kích thích beta 2 giao cảm chủ yếu là tác dụng ở đường thở nhỏ với đường kính là nhỏ hơn 2 mm. Về phân loại thì các thuốc giãn phế quản kích thích beta 2 giao cảm thì được chia ra làm nhóm cường beta giao cảm tác dụng ngắn, người ta gọi tắt là SABA. Thì các cái thuốc này thì vừa có tác dụng khởi phát nhanh, tuy nhiên thì thời gian tác dụng chỉ lên khoảng 6 tiếng. Thuốc tác dụng cường beta 2 tác dụng kéo dài, viết tắt là LABA, thì gồm có formoterol, salmeterol và có thời gian tác dụng là 12 tiếng. Ngoài ra thì nhóm ultra LABA là những cái nhóm thuốc mới như là indacetaron, aloidetaron thì có khởi phát nhanh và thời gian tác dụng kéo dài 24 giờ, giúp cho phép các cái bệnh nhân có thể sử dụng liều duy nhất trong ngày.
Mặc dù thì không có những cái bằng chứng một cách chất lượng cao từ các nghiên cứu RCT, nhưng mà SABA vẫn được khuyến cáo là các thuốc được điều trị ban đầu cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đợt cấp theo các khuyến cáo của World Night cũng như là Hiệp hội Hô hấp châu Âu và Lồng ngực Hoa Kỳ. Có đến 72% số bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã được điều trị ban đầu bởi SABA. Và các cái nhóm SABA được điều trị gọi là SABA tại chỗ ấy, thì gồm có nhóm bình xịt định liều và khí dung là được ưu tiên lựa chọn. Thì một cái nghiên cứu gọi là phân tích tổng hợp thì người ta thấy so sánh sự hiệu quả của bình xịt định liều và khí dung của SABA đối với bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì người ta thấy rằng là gì, là không có sự khác biệt về hiệu quả giữa nhóm sử dụng bình xịt định liều và nhóm sử dụng khí dung SABA. Vì thế mà chúng ta thấy rằng là đối với các cái bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì việc sử dụng các cái dụng cụ xịt hít cho là có sẵn trong tay để có thể cắt cơn được càng sớm càng tốt, và cũng như trong cái thời giai đoạn mà COVID khi mà chúng ta sử dụng các cái gọi là bình khí dung ấy, nó sẽ tạo ra giọt bắn nhiều hơn. Vì thế trong những cái trường hợp này, việc ưu tiên sử dụng bình xịt định liều vừa sẽ giúp hạn chế giọt bắn và vừa giúp đảm bảo được hiệu quả của việc điều trị. Thì liều thông thường của SABA ở đây là salbutamol bình xịt định liều là 100 mg, 2 liều mỗi 4 giờ, và salbutamol dạng khí dung ở đây là liều từ 1 đến 2 nang mỗi 4 đến 6 giờ. Việc chúng ta điều chỉnh liều sẽ phụ thuộc vào các cái đáp ứng của người bệnh cũng như là các cái tác dụng phụ mà chúng ta theo dõi bệnh nhân. Về các cái tác dụng phụ không mong muốn thì thường gặp nhất đó là cái tình trạng mà bệnh nhân có hồi hộp, chóng ngực cũng như là nhịp tim nhanh và run bắp cơ. Thì các cái tình trạng này thì sẽ được bệnh nhân dần dần dung nạp và sẽ giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên thì có một các cái biến cố mà chúng ta cần phải lưu ý đó. Đặc biệt lưu ý khi mà chúng ta điều trị đợt cấp cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đó là tình trạng của hạ kali máu. Thì khi đó thì chúng ta cần chủ động theo dõi nhận dạy đồ, và đặc biệt khi chúng ta phối hợp với corticoid thì cái tình trạng mà rối loạn nhận dạy của bệnh nhân sẽ tăng lên. Vì thế mà chúng ta chủ động theo dõi điện dài cũng như là bù điện dài theo nhận dạy đồ. Thì ngoài đường khí dung, đường xịt hít tại chỗ thì SABA còn có đường toàn thân. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là không có bằng chứng thể hiện hiệu quả vượt trội hơn của SABA đường toàn thân so với SABA tại chỗ. Ngoài ra thì SABA đường toàn thân thì làm tăng các cái tác dụng không mong muốn, đặc biệt là các biến cố lên tim mạch. Vì thế mà chúng ta chỉ nên điều trị liều tối đa khi mà chúng ta quyết định điều trị SABA đường toàn thân khi mà chúng ta đã đạt liều tối đa của SABA tại chỗ, cũng như là chúng ta ưu tiên sử dụng ở cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta không thể sử dụng các cái thuốc xịt hít khí dung tại chỗ khi mà bệnh nhân phải thông khí không xâm nhập hoặc thông khí xâm nhập. Thế còn vai trò của LABA trong đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đến tại thời điểm hiện tại thì chưa có nhiều các cái bằng chứng mạnh mẽ để ủng hộ vai trò của LABA. Tuy nhiên thì WHOLE vẫn khuyến cáo là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục duy trì sử dụng các cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài để làm một cái điều trị nền cũng như là đảm bảo được cái việc hiệu quả của giãn phế quản kéo dài trong ít nhất là 12 cho đến 24 tiếng. Nhóm thuốc giãn phế quản thứ hai đó là nhóm kháng cholinergic. Thì các cái thụ thể của nhóm cholinergic này thì có từ thụ thể M1 cho đến M5. Trong đó thì các cái thụ thể M1, M2, M3 thì nằm ở đường hô hấp, và đặc biệt chú ý là thụ thể M3 là thụ thể mà nằm ở cơ trơn của cái đường dẫn khí, cũng như là các cái thụ thể của tế bào tiết nhảy đóng vai trò của làm tăng co thắt cơ trơn phế quản và tăng tiết nhảy, nằm trong bệnh cảnh của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì các cái thụ thể này tập trung chủ yếu ở đường dẫn khí lớn, tức là đường dẫn khí trung tâm. Vì thế mà các thuốc kháng cholinergic sẽ giúp là giãn phế quản ở đường thở lớn cũng như là giảm cái tình trạng tiết nhảy. Thì việc chúng ta vừa sử dụng phối hợp giữa nhóm beta 2, cường beta 2 cũng như là nhóm kháng cholinergic sẽ giúp đem lại một cái tác dụng gọi là tác dụng hiệp đồng, vừa tác dụng lên đường thở nhỏ, giãn cơ trơn ở đường thở nhỏ, vừa tác dụng lên giãn cơ trơn ở đường thở lớn. Đồng thời thì cái việc mà chúng ta tác dụng ở trên cả cái tác dụng trên các cái receptor ở cùng trên một thụ thể là cơ trơn của khí phế quản thì cũng sẽ đem lại tác dụng giãn cơ trơn mạnh mẽ hơn khi mà chúng ta chỉ sử dụng một thuốc theo một cơ chế. Cũng như các thuốc cường beta 2 giao cảm thì có nhóm thuốc kháng cholinergic cũng được chia ra làm nhóm tác dụng ngắn và nhóm tác dụng kéo dài. Thì theo khuyến cáo của WHOLE thì không có một cái khuyến cáo sử dụng SAMA là thuốc kháng cholinergic tác dụng ngắn
một cách đơn độc trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vì ở đây chúng ta thấy rằng là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì biểu hiện chủ yếu là ở đường thở nhỏ. Tuy nhiên thì việc phối hợp giữa SABA và SAMA đem lại hiệu quả giãn phế quản tốt hơn so với chúng ta sử dụng SABA đơn độc và giúp giảm các cái tác dụng phụ không mong muốn của SABA nếu như chúng ta muốn tăng liều của thuốc. Vì tác dụng không mong muốn của SABA cũng có, đặc biệt chúng ta lưu ý ở nhóm bệnh nhân mà bí tiểu cấp khi mà bệnh nhân có cái tình trạng của phì đại tiền liệt tuyến và khi mà bệnh nhân trước đó đã có sử dụng LABA duy trì rồi. Và đồng thời chúng ta cũng lưu ý ở nhóm bệnh nhân mà có tiền sử tăng huyết áp hoặc là tiền sử glaucoma. Thế còn vai trò của LAMA trong đợt cấp thì sao ạ? Cũng như LABA thì LAMA cũng chưa có những cái bằng chứng mạnh mẽ để thể hiện hiệu quả trực tiếp của LABA trong cái điều trị đợt cấp. Tuy nhiên người ta cũng thấy rằng LAMA giúp giảm tần số đợt cấp trong tương lai và giảm tỷ lệ nhập viện so với LABA và GOLD cũng như là các cái hội hô hấp khác thì cũng khuyến cáo tiếp tục duy trì các cái thuốc giãn phế quản ở bệnh nhân đang có khi mà bệnh nhân đã có và tiếp tục duy trì trong đợt cấp của bệnh nhân. Nhóm thuốc giãn phế quản thứ ba là nhóm xanh thi. Thì các cái nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu mũ đôi có đối chứng thực hiện trên 4 nghiên cứu trên hơn 169 bệnh nhân thì người ta theo dõi cái sự thay đổi của chỉ số FEV1 thì người ta thấy rằng là không có sự khác biệt giữa nhóm bệnh nhân sử dụng xanh thi cũng tức là những nhóm sử dụng xanh thi với nhóm placebo. Ngoài ra thì nghiên cứu ở trên nhóm 9 bệnh nhân có các cái đợt cấp mà cần phải nhập viện do đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với liều aminophilin sử dụng đường tĩnh mạch thì người ta cũng không thấy có sự khác biệt trong sự thay đổi của chỉ số FEV1 sau 5 ngày giữa nhóm bệnh nhân sử dụng thuốc và nhóm bệnh nhân sử dụng giả dược. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng nhóm mà bệnh nhân sử dụng nhóm xanh thi thì có cái tỷ lệ mà xuất hiện các cái biến cố, ví dụ là cái triệu chứng bất thường của nôn thì gặp nhiều hơn so với nhóm mà không sử dụng thuốc. Thì từ những cái bằng chứng gần đây thì GOLD khuyến cáo là hiện tại thì nhóm methyl xanh thi thì không còn được khuyến cáo để đưa vào là một trong số các cái thuốc để điều trị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ngoài ra thì có một số các cái thuốc khác cũng được đề cập đến trong việc chúng ta kiểm soát đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ở đây là nhóm mazesulfat. Nghiên cứu thực hiện trên 24 bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà phải nhập viện sử dụng mazesulfat với liều truyền tĩnh mạch thì người ta thấy rằng là không có cái hiệu quả rõ rệt trong việc giãn phế quản của nhóm bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên mà cũng sẽ làm tức là tăng cường các cái tác dụng phụ giãn phế quản của nhóm cường beta 2 rau cải khi mà dùng phối hợp. Một nghiên cứu khác cũng nghiên cứu về mazesulfat, vai trò của mazesulfat đối với đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người ta cũng thấy được một số các cái sự thay đổi liên quan đến cải thiện về tần số thở, cải thiện về chỉ số về lưu lượng bình của bệnh nhân có bệnh đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vì thế mà người ta cũng đưa ra kết luận rằng mazesulfat cũng đóng vai trò như là một cái điều trị gọi là điều trị phối hợp thêm đối với các cái phối hợp thêm cùng với các cái điều trị tiêu chuẩn của bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và ngoài cái đường truyền tĩnh mạch thì mazesulfat với cái dạng khí dung cũng được đưa ra để nghiên cứu. Tuy nhiên thì người ta cũng thấy rằng là đối với mazesulfat dạng khí dung thì chưa có cái vai trò gọi là thay đổi rõ rệt chỉ số FEV1. Ngoài ra thì một cái phương pháp điều trị khác cũng được thử nghiệm đó là furosemide dạng khí dung. Thì đối với nghiên cứu thực hiện trên hơn 100 bệnh nhân có độ tuổi trung bình từ 73 tuổi và người ta so sánh cái sự cải thiện về chỉ số FEV1, mức độ khó thở, pH và gọi là huyết áp trung bình cũng như là nhịp tim của bệnh nhân thì thấy rằng nhóm mà được sử dụng furosemide liều khí dung thì có cái tình trạng cải thiện có sự thay đổi có ý nghĩa thống kê. Vì thế mà furosemide dạng khí dung cũng là một trong số những cái thuốc mà có thể cân nhắc cái việc là nó có thể đem lại lợi ích trong cái việc điều trị của bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì đấy là các cái khuyến cáo. Vậy thì thực tế lâm sàng thì bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đợt cấp thì được điều trị như thế nào? Thì ở một nghiên cứu tổng hợp thì người ta thấy rằng hầu hết các cái bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì được áp dụng với các cái điều trị tiêu chuẩn, trong đó có sử dụng SABA, sử dụng SAMA, rồi sử dụng corticoid và thuốc kháng sinh. Tuy nhiên thì chỉ một nửa trong số cái nhóm bệnh nhân này thì sẽ được tiếp tục các cái điều trị duy trì
trong tức là được tiếp tục điều trị duy trì sau trước khi mà bệnh nhân quyết định cái việc là được ra viện, thì còn một nửa số còn lại là sẽ không được tiếp tục các cái điều trị duy trì đó. Vì thế mà để mà hạn chế cái việc được cấp xuất hiện tái trở lại thì chúng ta cần phải lưu ý đến việc là chúng ta có các cái điều trị duy trì tiếp theo. Vậy thì cái kết luận thì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì ảnh hưởng nghiêm trọng tới các cái diễn biến bệnh và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Các cái thuốc giãn phế quản thì là các cái thuốc điều trị nền tảng trong việc điều trị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trong đó thì vai trò ưu tiên đó là vai trò của GABA có thể hoặc là phối hợp với SAMA. Và đối với trong chúng ta vẫn nên duy trì các cái thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài trong cái đợt cấp của bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ngoài ra thì các cái thuốc khác thì cần có thêm cái bằng chứng để có thể ủng hộ các cái gọi là hiệu quả của thuốc này trong điều trị đợt cấp. Đã. Em xin hết và xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của thầy cô và các anh chị đồng nghiệp ạ.